Hello các bạn, lại là anh Mon đây. Hôm nay sẽ tiếp tục là một video theo yêu cầu của các bạn fan. Đó chính là chơi trốn tìm. Bữa nay Mon đẹp trai lại tiếp tục quá thân hình một con mèo đi bắt chuột. Từ cái con chuột màu hồng này cho đến những con chuột trong biệt đội báo thủ sẽ bị anh Mon chi tìm trong suốt 20 phút. Bữa nay chơi dưới mưa luôn, con chuột nào con chuột nấy nó ướt như con chuột lột. Nhưng đừng lo, đã có mèo lột rồi. Lột mất tiêu da màu xanh luôn. Mấy cái đứa này nó trốn rất là kỹ. Impossible có con nào không á? Ý tưởng trốn tìm lần này là do các bạn fan này bình luận nè các bạn. Bạn Ngọc Vĩnh Lê: trốn tìm trong trường học đi chị ơi, em kêu cả nhà em vào đăng ký cho chị luôn ạ. Ok em lớn. Và bạn Thúy Hương Nguyễn: em muốn Mon làm clip trốn tìm cho em xem. Bạn Nguyễn Phú: trốn tìm trong trường học đi chị BV, chị làm theo em hứa kèm view cho chị hoài. Ok luôn. Cho nên hôm nay là chúng ta sẽ làm clip trốn tìm nha. Và các bạn cho anh Mon thêm 1 phút để anh Mon cho các bạn fan sẽ được lên TV nha các bạn. Nếu bạn nào cũng muốn được lên TV giống như các bạn này á, thì hãy bình luận lại em muốn lên TV hoặc tôi muốn lên TV nha. Các bạn sao sẽ được lên TV? Bạn Tâm Minh: cho em lên TV nha chị. Bạn Liến Nguyễn, bạn Hải Long Vũ, bạn Liêm Võ Hoàng, bạn Thanh Quang, bạn Tiến Ảo Xuân, bạn Nguyễn Thị Diệu Thảo, bạn Lan Anh, bạn Phạm Ngọc Kha, bạn User UT, bạn Tài Tuấn là những bạn đã may mắn được lên TV. Bạn nào muốn lên TV hãy bình luận lại một ngày 2-3 lần em muốn lên TV thì sẽ có cơ hội được lên TV rất là nhiều nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cần tập hợp biệt đội báo thủ để làm clip trốn tìm trong trường học ngày hôm nay thôi. Let's go! Các bạn ơi, nguyên biệt đội báo thủ của tụi mình đã tới trường này là trường cấp 3 nha các bạn. Nó rất là rộng rãi và xinh đẹp luôn, rồi thoáng mát nữa. Nên tụi mình sẽ trốn trong trường này nha. Ok, clip hôm nay thì sẽ là một clip trốn kiếm nha mọi người. Thì trốn kiếm nghĩa là mọi người đi trốn rồi tới khi nào anh Mon kiếm thấy thì mọi người bị thua. Còn trong trường hợp mọi người không bị kiếm thấy thì mọi người sẽ thắng. Thì clip lần này sẽ là trốn tìm trong trường học. Người thắng muốn gì được đó. Mà khác với mỗi khi một xíu là bây giờ anh Mon sẽ cần phải tìm ra hai người trốn giỏi nhất để anh Mon sẽ tặng cho hai thành viên đó hai cái phần quà. Hiện tại có đầu năm học mới nha các bạn, và mình thấy có một vài thành viên trong biệt đội báo thủ vẫn chưa có cặp mới. Và hiện tại anh Mon có trên tay hai cái ba lô gom đủ và nó rất là đẹp đúng không các bạn. Nên anh Mon sẽ tìm ra hai người trốn giỏi nhất trong clip ngày hôm nay. Là nếu hai thành viên vẫn còn sống sót thì hai cái ba lô này sẽ thuộc về hai thành viên đó, và nếu mà tất cả bị bắt hết thì hai thành viên bị bắt cuối cùng thì sẽ là người nhận được hai ba lô gom đủ này. Cặp này rất là đẹp luôn nha các bạn, nó rất là ngầu luôn, đem vô trong trường là ngầu nhất trường luôn á. Cái ba lô này nhiều ngăn thiệt quá các bạn ơi, để mình đếm coi nó có nhiêu ngăn nha. 1, 2, 3, 4, 5 ngăn lận. Thì mình sẽ cố gắng để lấy cái ba lô này từ tay anh Mon nha các bạn. Còn nếu thành viên nào không nhận được ba lô gom đủ thì sẽ nhận được một bút bi lấy mai rất là đẹp nha các bạn. Và trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay, mình sẽ phát cho các thí sinh mỗi người một hộp sữa lúa mạch lớp manh tô. Em xin của Thư. Em cảm ơn. Còn này của chị Duy. Sữa của mình ngon các bạn ơi. Ê các bạn, sữa của mình là sữa lúa mạch hương sô cô la nha các bạn. Còn sữa của mình là sữa hương sô cô la vị bạc hà nha các bạn. Uống ngon nhất nách. Ok, ngoài ngon ra thì sữa lớp manh tô lúa mạch còn hỗ trợ tăng chiều cao, bổ sung vitamin nhóm B, hỗ trợ tăng cường trí não nha các bạn. Và nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều năng lượng để hoạt động thể dục thể thao. Nên là bây giờ chúng ta sẽ có 15 phút để đi trốn. Và sau 15 phút thì anh Mon sẽ đi tìm tất cả thí sinh. Ai mà sống sót sau cùng, hoặc là hai người sống sót sau cùng, hoặc là bị bắt sau cùng thì sẽ giành được hai ba lô gom đủ. Trò chơi bắt đầu. Các bạn ơi, bây giờ mình phải đi tìm chỗ trốn thôi các bạn. Cuộc đời thật là bất công mà. Tự nhiên mình nghỉ học, cái trường học xây lại đẹp quá trời luôn. Trời ơi, bay ơi bay. Quá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi khám thính các cái chỗ trốn trước nha. 13, 14, 15. Ok, hiện tại đảm bảo công bằng thì anh Mon đi ra cổng trường đứng cho bị đội báo thủ trốn thiệt là kỹ nha các bạn. Và nếu các bạn nào thắc mắc tại sao cái màu áo của tất cả các thành viên nó khác đi là do hôm trước là ngày thứ năm anh Mon quay hôm trước thì trời mưa với tối quá, rồi bữa nay đợi chủ nhật học sinh nghỉ hết thì mới quay tiếp được các bạn. Bây giờ chúng ta có 15 phút để cho biệt đội báo thủ trốn thiệt là kỹ nha các bạn. 15 phút bắt đầu. Và hiện tại mưa tiếp nữa các bạn ơi. Các bạn ơi, trời sắp mưa rồi nên tụi mình phải tranh thủ trốn lẹ nha, để thôi trời mưa ướt á. Không sao đâu bạn, trời mưa lạnh Mon khỏi tìm luôn. Trời ơi, chứ này là trời ơi, mưa năm trăm luôn rồi.
Các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ đi lên trên lầu để kiếm chỗ trốn nha. Đi thôi. Thời gian còn nhiều lắm các bạn. Cái vòng tay này rất là dài luôn mà nhẹ lên tới chỗ luôn. Wow. Mình tính leo lên trên đó để trốn, nhưng mà tội nghiệp anh Mon lắm các bạn. Anh Mon là con gà nên sợ không bắt được hai đứa mình, nên mình không có dám trốn nghĩa nào. Mình sẽ đi kiếm chỗ khác nha. Đi thôi. Bạn nào cũng muốn sưu tập ba lô gom đủ hoặc bút bi lái mai thì khi mua 2 lốc sữa lớp Manto sẽ được tặng 1 bút bi lái mai, và khi mua 1 thùng sữa lớp Manto sẽ được tặng 1 ba lô gom đủ. Ba lô gom đủ số lượng có hạn nên phải nhanh tay săn em nó mới kịp đó nha. Cái chỗ này nhìn khá là an toàn các bạn, nhưng mà mình nghĩ cái chỗ nào càng an toàn thì anh Mon sẽ càng dễ tìm thấy luôn á. Ê, bây giờ mình có một suy nghĩ là mình đem cái nón này để lừa bẫy Mon đó các bạn. Để cái nón ở đây, còn đôi dép thì giờ mình sẽ quăng xuống dưới nha bạn. Mình đi quay cũng có được gì đâu. Mình biết mẹ. Các bạn ơi, trời mưa rồi các bạn ơi. Bây giờ mà mình chạy vô lớp học trốn á thì sẽ rất là dễ bị anh Mon bắt. Nên mình phải trốn ở đâu ngoài khu vực lớp học mới được. Giờ mình sẽ nhờ cô Ngân một chuyện nha. Bây giờ tụi tao vô đây cái xong mày mở cửa cho tao nha. Ok ok. Cửa lỗ khóa mình, cửa lại, khóa cửa lại cho mình. Mình giúp mấy đứa này nha các bạn. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Rồi. Khóa nha. Ok. Ê đừng có bóp nha má. Đừng có bóp. Bóp luôn nha. Ê. Mình vừa nghĩ ra một chỗ trốn mới. Chỗ này khá là an toàn nha các bạn. Lát nữa anh Mon đi tìm tụi nó thì mình sẽ ra ngoài này trốn nha. Tại vì bây giờ anh Mon đang đứng phía ngoài cổng trường nên mình chưa có ra được á. Và mình nghĩ anh Mon sẽ không nghĩ là mình trốn ở chỗ này sát bên cổng trường luôn. Bây giờ mấy đứa nó ở cổng rồi, giờ còn hai đứa mình. Bây giờ mình đi kìm chỗ trốn thôi các bạn. Các bạn ơi, mình tính trốn sau mấy thùng rác này nè các bạn. Mà mình không có biết có nên trốn không. Tại vì nó thúi quá. Thúi, chịu không nổi. Mình sợ quá. Thôi bây giờ đi kiếm chỗ khác luôn nha các bạn. Ở chỗ này không được rồi. Vô đây nè. Không được đâu Thư, chỗ đó dễ phát hiện lắm. Bây giờ mình chui xuống với bạn đi. Thôi. Ê, ta thấy chỗ này hợp lý nè. Mẹ, ở đây nó nhô ra nè. Ừ. Mình sẽ ngồi đây trốn anh Mon, hy vọng là trời không có mưa lớn. Nếu mà mưa lớn thì mình buộc phải di chuyển sang cái chỗ khác để mà trốn thôi. Nhưng mà các bạn ơi, mình thấy không ổn cho lắm á. Mưa hơi bị lớn rồi đó. Quá là mưa luôn. Rồi. Rồi sao đây? Mình đâu còn chỗ nào trốn nữa đâu. Không xong rồi các bạn ơi, trời mưa tới. Chết gì vậy em ơi? Mình sẽ di chuyển sang cái chỗ khác mà mọi người ơi. Mệt quá. Các bạn ơi, mưa lớn quá các bạn ơi. Mình phải vô đây để đụng mưa. Cái chỗ trốn hồi nãy á, mình mà ở đâu một chút nữa là mình thành công cuộc lột luôn rồi đó. Trời ơi, bay ơi bay. Còn 9 phút 21 giây các bạn, trời mưa, ải cá trưởng thiệt đó chứ. Mưa ướt nhẹ anh Mon luôn rồi. Anh Mon đang trốn ở cửa sổ bảo vệ các bạn. Các bạn ơi, thấy cái gì rồi kìa. Trời ơi, chưa. Đứa nào để lại dép ở đây nè, dùng chiếc thực rồi đó. Mà mình không có như mấy đứa này đâu, mình sẽ đi tìm chỗ khác để trốn nha. Cháy như quán bà. Cho tôi con biết. Tôi thấy chóng mặt quá mày. Mình thấy nó rất là chóng mặt nên là mình sẽ tắt.
nè, mình sẽ cắt từng miếng thịt của mình bỏ vô đây là vừa cái thùng này rồi. Cái gì vậy bà nội? Nhưng mà thôi, tội nghiệp anh Mon á, thôi tha cho anh Mon á, tại vì chỗ này rất là khó kiếm luôn nha các bạn. Trời ơi bay ơi bay, một chúa tể lương lẹo đã xuất hiện trong tim. Chúng ta còn 6 phút 45 giây để đi bắt chuột các bạn. Tại trời mưa quá ướt, ướt camera hết trơn rồi. Anh Mon phải trốn vào trong trường. Nhưng mà anh Mon, con bắt Mon vẫn xây ra ngoài lộ nha. Kiểu không có giờ trong phía trong trường nha các bạn. Vẫn đảm bảo công bằng cho biệt đội bảo thủ nha. Các bạn ơi, mình phát hiện một chỗ nữa. Một chỗ mà không ai nghĩ tới luôn á. Mình thấy cái căng tin ở phía trước đó mọi người. Và mình sẽ mình đi vô đó xem thử coi có gì không. Ê sợ nha, tự nhiên đang đi có tiếng gì lạ quá vậy. Ở đây là một cái chỗ trốn khá là lý tưởng luôn á mọi người, rất là êm luôn. Chỗ này là một chỗ trốn khá là lý tưởng luôn á, nhưng mà mình thấy là vắng mà. Ôi rồi thấy không chị này. Trời ơi, chỗ nào càng vắng thì càng thấy ghê nha mọi người. Mình hối hận quá, hối hận gì đã không đem theo cây dù. Bây giờ thì mình biết trốn ở đâu đây. Và hiện giờ là mình và ngân chuột đang đi trên lầu 2. Mình sẽ trốn ngay chỗ quân thư nhưng mà khác phòng nha các bạn. Mình ham chơi là chính chứ không có thích quà cáp gì đâu. Thì ham chơi là chính. Không phải, ý nó nói là quay phim là chính nha bạn chứ không phải ham chơi. Các bạn ơi, mình khu này mình chưa trốn, bây giờ mình sẽ đi qua bển coi có chỗ nào để mình trốn không nha. Đừng hơi chơi nha bên. Ê, có cái phòng ở cửa. Có phòng này nè. Ê, phòng này được á. Mình chắc chắn 100% anh Mon không dám vô phòng này. Vì phòng này là phòng hội trưởng. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Tại vì phòng này là dành cho các thầy cô đi họp á. Ông cố ơi. Nên là chắc không ai á. Chắc là anh Mon không dám vô đây đâu. Tin tin mình đi. Còn khoảng tầm không tới 4 phút nữa là chúng ta sẽ đi bắt chuột nha các bạn. Nghi thức cũ của anh Mon chính là khi bắt chuột chúng ta phải vận động. Để không bây giờ bẻ. Vận động xong rồi. Rồi xuống thôi. Cái gì vậy bà nội? Giờ mình ra cái chỗ trốn hồi nãy nhưng mà mình đã tìm được cái chỗ trú mưa rồi nha các bạn. Cái chỗ trú mưa này nó kiểu như không hẳn là không ướt nhưng mà nó không có ướt camera là được rồi. Mình quá là mệt luôn. Ok, đã bớt mưa các bạn nên mà tiếp tục ra cổng trường đứng để cho nó chơi thiệt là đẹp, kiểu fair play các bạn. Để mình phải chiến thắng bằng thực lực của mình như vậy nó mới là VIP, mới là Mon đẹp trai. Quá là mệt luôn các bạn ơi. Nhưng mà ít ra cái chỗ này còn đỡ hơn cái chỗ canteen hồi nãy. Cái chỗ canteen hồi nãy nhìn nó ghê ghê sao á. Nó kiểu như là nhắn tin rồi xong cái vô đó cái nổi da gà luôn á. Các bạn ơi, giờ là chỉ còn 10 giây nữa thôi, là giờ là 19 phút 50 giây là anh Mon sẽ đi tìm tụi mình. 5, 4, 3, 2, 1. Giờ mới 1 rồi các bạn. Thì ok, giờ chúng ta sẽ đi bắt chuột thôi. Chuột hôm bữa ở ngoài đồng bây giờ nó chuyển ở trường học rồi. Đi bắt 7 con chuột thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ có 20 phút để đi bắt chuột. Và hiện tại trời rất mưa nên anh Mon quyết định sẽ bỏ dép ra và đi chân đất nha các bạn. Kiểu dép nó sẽ làm cho mình mặc dù là chống trơn trượt tốt hơn nhưng mà rất là khó di chuyển trong trời mưa nha. Và chúng ta sẽ có 20 phút để đi tìm chuột. 20 phút bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên trên lầu 2 để xem có chuột trên này không nha các bạn. Ơ, cái gì vậy?
Trời đất ơi, ai mà đẹp trai quá vậy? Nấp vô, nấp vô, cây xài. Cây xài, nấp vô. Anh Minh nghĩ sẽ có rất nhiều chuột sẽ trốn ở trong bàn giáo viên nha các bạn. Núp vô cậy sao? Không có con chuột nào ở đây các bạn ơi. Con chuột gì đây con chuột? Mình phát hiện một con chuột biết nhúng nhảy nè mọi người. Đâu nó ở đây vậy? Đâu được hai thằng ở đây vậy? Ê, phát hiện chuột, Thành! Thấy Thành rồi! Ê lên, im lặng luôn các bạn, im lặng luôn, thấy Thành rồi. Nhanh lên. Xíu nó nhảy xuống lầu luôn rồi. Trời ơi, bay ơi, bay. Xíu nữa là mình nhảy xuống lầu luôn các bạn. Nhanh lên các bạn ơi. Nãy có cái con chuột ở đây các bạn ơi. Thanh. Không giờ trong vòng 2 phút rưỡi anh bắt đó được 2 con chuột đó các bạn. Ra đi Thành sao vậy? Tại vì mắt kép mưa to cảm mà anh nè. Sao là chống nước mà. Trời ơi. Để không cái trời cho này mà mình đập cái thằng Thành kia mới được các bạn. Ra là cái gì? Là anh là thằng Thành đi. Ừ. Cái nó nói mày đẻ cạp vô đi, nước mưa nó hư á. Ta chơi với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận. Rồi, mình cũng tin lời thằng Sình đó. Tao rất là hối hận vô cùng luôn. Ok, chúng ta còn 16 phút 40 giây nữa để đi tìm con chuột. Cái gì? Anh có thể nào cho em đi cùng được không? Cái gì ạ? Để em kiếm thằng kia trả thù. Rồi, tới công chuyện rồi. Ừ các bạn ơi, hiện giờ là trong căn phòng này rất là hầm. Mình sẽ có một người để cảm nhận được nọ họ nổi hầm đó nha. Cái gì vậy bà nội? Các bạn ơi, trong căn phòng này giống như là nó bị thiếu oxy á. Không thở nổi, giống như mình đang bị tắm trong nồi nước sôi á. Nó rất là nóng luôn. Nhưng mình sẽ cố gắng chiến thắng tại vì anh Mon rất là gà. Rồi, ghê chưa? Gáy tới nữa. Có rất là nhiều chỗ để trốn trong này các bạn. Đó, chỗ này chính là cái nhà để xe của trường học. Hồi đó anh Minh đi học á, không có nhà để xe đâu nha các bạn. Anh Minh đi học cái là cây quá trời cây luôn. Wow, cái thùng này hơi bị ngon nha, cái thùng này hơi bị đã luôn á. Tùng. Alo, có ai này không? Giờ chúng ta sẽ khám thính tình hình rồi, có ai với bạn nha các bạn. Rồi. Ê. Có hai lốc sữa lắm. Có hai hộp sữa lắm Manto đã uống rồi. Các bạn ơi, mưa càng ngày càng lớn rồi cho nên là mình chắc phải đi tìm cái chỗ khác nữa quá. Mà bây giờ cũng tới thời gian mà anh Mơ đi tìm tụi mình rồi nên mình phải cẩn thận mới được. Giờ tiếp tục chúng ta sẽ đi xem thử coi có con chuột trốn trong những cái hộp bàn bỏ ra đây không các bạn. Ô là la không có ai cả. Cũng không có ai đây các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là lần đi trốn thứ N của mình nha các bạn. Tại vì trời mưa lớn quá nên mình phải liên tục thay đổi chỗ trốn đó các bạn. Mình phải đi không về nào không thôi. Lòi đầu lên cái cửa sổ này là anh Mon thấy mình á. Ok, ở xa đằng kia chính là căng tin của trường nha các bạn. Và chỗ đó cũng có nhiều chỗ trốn lắm. Giờ chúng ta di chuyển vào bãi thử các bạn ơi. Hết cả hồn. Mấy con ngỗng mà anh Mon có tưởng đâu là cái gì không á. Một điều anh không ngờ tới đó chính là
căng tin trường đóng cửa mà chỉ có chỗ, chỉ có chỗ cái chỗ mà nước này thôi các bạn. Rồi hầu như không ai trốn ai hết. Hiện tại chúng ta chỉ còn có 13 phút nữa để đi tìm chuột thôi. Quá mưa các bạn ơi, mưa cực kỳ lớn luôn. Các bạn ơi, bây giờ mình đang ở hành lang. Mưa lớn rất là lớn luôn. Và bây giờ mình không thấy anh Mon đâu hết trơn. Mà mình phải đi tìm chỗ trốn mới nữa. Quá là mệt luôn rồi các bạn ơi. Hy vọng anh Mon vẫn chưa để ý tới mình. Đi tiếp nha các bạn. Ủa là la, tại sao nhà vệ sinh lại sáng đèn vậy? Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Alo, alo. Chắc không có ai trong này đâu các bạn ơi, không có ai đâu. Tại anh mà nó giao kèo rồi, không được trốn nhà vệ sinh. Ê, thấy không vô rồi. Ê, có một con, Thành Thành. Thành Thành này bị bắt hồi nãy rồi mà. Trường này có rất nhiều cầu thang các bạn. Và những cầu thang là những nơi có cơ chuột có thể núp được. Cầu thang số 1 không có. Cầu thang số 2 cũng không có ai. Có rất nhiều dấu chân nha các bạn. Rất là nhiều dấu chân. Và có rất nhiều dép của những con chuột ở đây. Một con chuột mập và một con chuột nhắt. Rồi số rồi đợi. Chúng ta còn 11 phút 39 giây nữa. Cú cú. Chẳng lẽ không chuột trốn đây sao? Chúng ta đã bị trúng kế điệu hổ Ly Sơn. Các bạn ơi, mình thấy anh Mon trên lầu 2 bên phòng lớp học ở đằng kia nha các bạn. Tại vì tụi mình ở đây mình sợ anh Mon thấy á. Bây giờ tụi mình sẽ nghỉ ngơi chút nha. Anh Mon nghi ngờ có đứa nào đã kiểu như bóp cục khóa ở ngoài giùm để cho tụi này trốn bên trong nha các bạn. Không có ai hết. Lớp học này cũng không có ai. Cũng không có ai luôn. Chúng ta cần phải tìm hết tất cả các bạn giáo viên trong trường này luôn á. Mình sẽ giấu cái dép của mình ở chỗ nào kín kín để anh Mon không tìm thấy. Thì mình đi vô đây trốn. Tại vì vô nhà vệ sinh mang dép, nó sẽ vô nhà vệ sinh. Mình sẽ rất là kỳ. Nó bảo hiểm của con chuột bé báo nha bạn. 9 phút 17 giây cuối cùng, cố lên. Chưa bao giờ chơi chút tiền mà mệt mỏi vậy luôn. Nhưng mà bây giờ trời mưa quá, mình không còn lựa chọn nào hết. Bây giờ mà mình đi di chuyển lên lầu hoặc là vô cái lớp thì rất dễ bị anh Mon thấy. Nó là sợ luôn. Ở trong điện thoại mất kém của mình. Cái gì vậy bà nội? Hè, chắc game này là dễ rồi. Các bạn biết sao không? Tại vì anh Mon đang gặp một tình trạng là... Không nói được rồi. Tại vì trời quá là mưa nên là anh Mon chắc chắn sẽ không đi được xa đâu. Chỉ tìm sơ qua cái thôi, không có thì anh Mon đi. Là chắc chắn là anh Mon sẽ không để ý tới phòng này. Mình nghe tiếng anh Mon ở gần đây lắm luôn á. Nhưng mà mình không dám đóng cửa. Đóng cửa nó kêu lớn dữ lắm. Anh Mon sẽ phát hiện mình ở đây. Cầu thang số 3 cũng không có ai luôn. Nó hiểu con chuột các bạn. Con chuột Vi Vi. Anh Mon tìm gặp mình rồi. Không chịu đâu.
tí xíu nó không vô đây xem là bị mất một con chùa các bạn ơi. Và chúng ta còn tới không sao các bạn, chúng ta còn tới 4 con chuột, còn là còn có 8 phút à. Các bạn ơi, mình mệt quá trời luôn rồi. Ở trong phòng này không có nhiều oxy để thở, mà mình đã tìm được cách để có oxy, chỉ cần ngủ. Ủa, Thành nó cũng bị bắt giống mình. Nãy kêu vô chỗ bí mật trốn đi không chịu. Nhưng mà anh Mo cũng kiểm tra trong cái trọng luôn. Nếu mà trời không mưa là mình chắc chắn mình thắng anh Mo rồi. Tại vì mình trốn ở cái chỗ mà anh Mo không hề ngờ tới luôn. Chỗ nào đây các bạn? Chúng ta đang còn một nơi mà gọi là gì? Chỗ nguy hiểm nhất, gọi là chỗ an toàn nhất nha các bạn. Văn phòng đoàn. Thông báo cho các bạn biết là chỉ còn 10 phút nữa thôi là tụi mình đã chiến thắng rồi. Mong là anh Mon không tìm được tụi mình đầu tiên. Tại trên phòng này là anh Mon sẽ không thấy được tụi mình đâu. Tại trong đây là nó khá là hẹp nên là anh Mon sẽ không biết. Anh Mon chắc thua rồi, anh Mon là con gà. Thiệt á, nếu như mà các bạn có coi được cái video người gì trốn tìm trong nhà và trốn tìm ngoài đồng là các bạn sẽ biết anh Mon gà cỡ nào rồi nha. Tại vì mình đứng ở ngoài quá cho nên anh Mon mới thấy mình. Buồn luôn, trời mưa quá mà, trời mưa cái buồn luôn rồi, chơi bị thua buồn. Ok, chúng ta sẽ vô trong cái lớp này một lần nữa. Bạn giáo viên, không có ai cả bạn ạ. Cho mình xin lỗi trước nha, tại vì anh Mon đang ở gần nên là tụi mình không dám bật đèn. Hội trường. Ba mươi sáu giây cuối cùng. À, may mắn hội trường là chưa có khóa cửa. Alo. Rồi. Hai con. Chết gì vậy em ơi? Chưa, chúng ta vẫn còn 14 giây nha các bạn. 14 giây nha các bạn. 14 giây. 14 giây. Hết giờ nha các bạn, và chúng ta đã bắt được 5 trên tổng số 7 con chuột, chúng ta bị sót 2 con chuột nha các bạn. Và giờ chúng ta cần phải đi tìm 2 con chuột đó, giờ anh Mon liên lạc với nó không được luôn. Đi theo mình nha các bạn. À, thằng này nó biết nha các bạn. Ok, thôi dẫn thử thôi. Tên bạn. Oh my god, anh mà không nghĩ nó trốn trong này. Ok các bạn, hai thanh niên này trốn mà tới mức độ mà nó không thể ra được luôn nha các bạn. Nó bị nhốt từ đâu, nó nhốt chính mình rồi luôn nha. Ok, hai thanh niên này đã thành người thắng cuộc. Anh mà đã giao rồi. Hai người sống sót cuối cùng hoặc hai người bắt cuối cùng sẽ là người hai người được nhận chiếc ba lô gom đủ. Và các thành viên khác đã nhận được trên tay là bút bi lấy may các bạn. Và nếu các bạn thích video này hãy nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình và để cho tụi mình ra thật nhiều clip hay hơn nữa nha. Và nếu bạn nào có ý tưởng gì nữa hãy bình luận lại những ý tưởng của các bạn, và bạn nào muốn lên TV hãy bình luận lại tôi muốn lên TV hoặc em muốn lên TV nha. Và nếu bạn muốn sưu tập chiếc ba lô gom đủ bút bi lấy mai thì có thể khi các bạn mua 2 lốc sữa lớp Manto sẽ được tặng một bút bi lấy mai, và khi mua 1 thùng sữa lớp Manto sẽ được nhận được một chiếc ba lô gom đủ siêu đẹp như thế này luôn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye.